Bây giờ mình ăn cơm chiều nha các bạn. Cơm chiều có canh rồi rau đắng xào khô đặc sản quê hương, cá thác lát, tôm kho, hành ớt, khóm tráng miệng. Bây giờ mình ăn cơm nha, đói bụng rồi. Nó phá đâu con? Bảo ơi, thôi mình cho ăn này nè. Bảo đâu có phá đâu con. Ngon. Ăn cô cơm nguội ăn cây rồi đó ăn kìa. Có mới ăn nóng rồi, giờ nó nóng. Ngon. Rất lâu mà bỏ hết đi, mình bỏ vào đi. Tivi trong phòng chưa? Con nói sao? Bảo Bảo ơi. Con ăn con nè Bảo Bảo. Bảo Bảo mày chấm con à? Bảo ăn khô không? Khô không? Bảo ăn khô không? Bảo ăn khô rồi con. Mà có thằng nhóc nó quậy quá. Giờ mình cho rau đắng vô. Mà cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Vậy thôi. Này là nồi lẩu của hổm, lẩu má của hổm còn dư nè. Rồi này tới lẩu ba. Lẩu ba là có rau đắng. Bữa nay ăn rau đắng đã luôn. Hả không? Cà cá thác lát này Việt Nam năm giờ á. Ngon. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Có lóc này lấy ra không nè? Lấy bỏ tô nước mắm à. Dạ, chợ cá thác lát nó dài chứ thật. Nội làm rồi. Cá lóc này không phải cá lóc đồng, chỉ là cá lóc nuôi. Nuôi. Cá lóc này Việt Nam mình xuất khẩu qua các bạn. Xuất khẩu qua nguyên con đông đá vậy luôn. Tôi nghĩ là chắc chưa làm. Chưa làm, còn muối mà. Cá đắng nè. Mà các bạn ăn rau đắng gia đình mình nha. Đồ rau đắng Việt Nam. Bữa nay nó đắng ngon, tại để ngoài nắng á. Đắng ngon. Nắng nhẫn rồi cũng chưa gọi là đắng. Ừ. Cái gì con? Cũng em không có được. Nếu như mẹ chỉ á. Em có được. Em vào luôn à. Rồi có làm như nó bớt đắng. Ừ, nó đắng rồi, nó đâu giờ được. Lần nào em luộc đó, nó không có còn đắng nhiều quá. Lấy nước thơm này ra. Cơm chiều cả nhà ơi. Hôm nay giờ này là mấy giờ chiều? Năm đúng 5 giờ chiều luôn đó mà còn sáng trưng luôn vậy đó. Giống như là bên Việt Nam mình là 2 giờ trưa vậy. Ở Mỹ mình nhắc Việt Nam thôi.
rồi mua ngoài chợ đó, đâu đắng đâu, đắng đâu. Không đắng. Không đắng. Sao để miếng khô cái vẫn khóa. Nè, như vậy. Nha. Con mình ăn được khô hết. Khô Việt Nam ăn được hết, người đứa nít bên đây nó không biết ăn. Khô mắm đâu ăn được hết. Trời ơi, thích nhất là khô cá kèo mà. Ừ, khô cá kèo nó ăn dữ. Khô mực nó cũng ăn mà. Ừ. Nhiều nước nước Việt Nam ở đây nó không biết ăn lắm. Tắt nửa ruột ba. Nó ăn rau, ăn có miếng cơm giờ ăn rau không mà. Nó chín quá đâu đắng không mà. Đâu đắng, ăn cho nó đã. Ô mình phải rửa tám nước á. Thì chồng mà phải rửa chứ sao. Cá rửa tám nước. Nó ra bông luôn rồi đâu đắng. Ừ. Nhớ không con? Đúng không? Nó đặt. Cái này bơ hẩm này để nấu cháo á, nó ngon. Thôi chào tạm biệt cả nhà đi, video đến đây là kết thúc đi. Nha, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha. Bye. Bye mọi người.